chú phủ chú côn mưa nì bi nà rú nặng hơn trường kìn tay bó bàn khéo hỏi sò chôm bò mẹ pi nòng hảo hẳn mặn dưng trên sáng đi đầy cay sáng đi bến bò mẹ pi nòng hao đơ. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em và bạn bè đồng nghiệp, lời đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị, chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Bò mẹ pi nòng hạc sương hơn trường kín tay bó bàn khéo chưa còn có bó chữ khải trường trường là trắng mi không tổng chăn khắp xe hở côn tay hở bò mẹ pi nòng mai ỉn ma giảm muôn chờ xung khỏi và đẩy lại côn tay mắt sừng xung khỏi trang dệt trang bày chữ hiềm không chăn tay chầu muôn mương đẩy thành phố Lao Cai châu mương xung khỏi trang dệt mà khẩn. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, nhà hàng Thái Bông Ban Xanh tiền thân là nhà hàng Thái Tộc Quán, trải qua hơn một năm hoạt động, nhà hàng đã gây được tiếng vang và uy tín đối với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi xây dựng mô hình nhà hàng kết hợp phục vụ ẩm thực và văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Thái, đã có những quý vị phản hồi đánh giá rất tích cực về mô hình này và rất vinh dự được lựa chọn là mô hình điển hình về phát triển kinh tế gắn với địa phương tại thành phố Lào Cai. Xung khỏi trắng e dệt quảng sảng giao, trắng nhài ma dệt hơn kín mỡ, mi trừ mỡ khé ba, hơn trường kín tay bó bàn khèo. Dũ nỉ xung khỏi có áo đang cáo, dệt kín, túng ten sức tòi, ăn không khăn chăn khôn tay hao mi trường kín chẹp, mi hịt không tổng chăn khắp xe muôn đi. Phèn trường kín tay, phèn trường kín đi khôn tay tay cốt là mi bà bình tộp, nhớ giảng bà giảng, mi không kín chúc sổm, cắp chương kín phát nó. Với nhu cầu mở rộng nhà hàng và phát triển, khắc phục những hạn chế về không gian của Thái Tộc Quán, chúng tôi đã quyết định chuyển đổi địa điểm, nâng cấp không gian nhà hàng là nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái và mang thương hiệu mới là nhà hàng Thái Bông Ban Xanh. Tại đây, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các thế mạnh về ẩm thực là những món ăn mang hương vị riêng biệt của người Thái, từ gia vị cho đến cách chế biến riêng biệt. Các món ăn nổi tiếng của người Thái như cá nướng gập, thịt sấy, các món nộm và rau măng. Xung khỏi phải đẩy dệt kín sông chờ bò mẹ pi nòng chu phủ lai côn. Ao hờ chờ hạc bánh tỏn hạc pi nòng. Hơn khải trương kín xung khỏi, khải trương kín tay có phải đẩy dệt bến. Hỏng hơn nừng chữ hiếm áo vầy, trương dệt khòng sủ côn tay tay trao ma. Vài hở khé bày tay ma, tẩy bứng nảy le. Chúng tôi hy vọng sẽ làm hài lòng quý khách khi đến với nhà hàng bằng tấm lòng mến khách của chủ nhà cho đến đội ngũ nhân viên. Nhà hàng chúng tôi không chỉ là nhà hàng phục vụ về ẩm thực mà còn mong muốn trở thành một bảo tàng nho nhỏ đầy đủ nét đẹp văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực của dân tộc Thái giới thiệu đến với du khách xa gần. Xung khỏi đầy giòn, bưng cơ quan ban ngành rú tì nỉ, trắng đi trà ư choi dừa xung khỏi, ma mi nả chôm hở xung khỏi diệt kín mà khừng. Đẩy giòn lại bò mẹ pi nòng mắt châu mương khỏi lại. Nhân dịp khai trương, thay mặt cho nhà hàng, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, địa phương và đặc biệt là có sự có mặt đông đủ của các quý vị đại biểu khách quý, các anh chị em và bạn bè đồng nghiệp thân thiết đã đến chung vui và động viên chúng tôi. Mưa đi, bến mưa đi, bên chăn, xung khỏi cả đầy. Tỏn hạp bò mẹ pi nòng côn tay, xu lại bản lại mương mắt tọc hòm, châu mương. Hạc xung khỏi cuồng mư khẩn hơn máu dệt kín mi bò mẹ pi nòng rú mương là mương thành mương lo mà giảm bò mẹ pi nòng rú Hà Nội của ma bò mẹ pi nòng rú mương than trọng trắng bò mẹ rú văn ban của ma khỏi để nghiên muôn lại tẩy giòn lang đi bò mẹ pi nòng hao nơ. Cũng trong dịp này, chúng tôi vui mừng được đón đội văn nghệ dân tộc Thái đến từ thành phố Sơn La và các anh chị em người Thái đến từ Hà Nội, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, huyện Than Uyên, Tân Uyên của tỉnh Lai Châu và huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai. Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của anh chị người Thái khắp nơi luôn yêu thương đoàn kết về chung vui cùng với chúng tôi. Xung khỏi để giòn lang đi nặng po me pi nong dệt cốt xuống nặng Lao Cai tổ cốt xuống nặng trung tâm văn hóa các điện ảnh Lao Cai po me pi nong khoa văn hóa nghệ thuật các công huyên cao đẳng Lao Cai đẩy giòn po me pi nong dệt văn hóa du huyện mương khương văn ban bảo thắng Simacai
khỏi báo hù va lại chi sò này giòn khó chờ po mè hao. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm hết sức quý báu của các quý vị lãnh đạo thành phố Lào Cai, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Khoa Văn hóa Nghệ thuật, lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai, các anh chị em văn hóa, các huyện Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Thắng, Simacai. Không biết nói gì hơn, chúng tôi vô cùng cảm tạ, trân trọng cảm ơn sự tạo điều kiện và giúp đỡ của các quý vị lãnh đạo phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai ạ. Thưa quý vị đại biểu khách quý, hai anh em Hà Trung Hà Hoa hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của tỉnh Lào Cai, được học chuyên nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực biểu diễn, biên đạo, giảng dạy múa. Tuy nhiên, bằng tình yêu bản sắc văn hóa dân tộc Thái của mình, yêu từ nét ăn nét ở, yêu từ lời nói chữ viết, yêu vẻ đẹp văn hóa dân tộc Thái và tự luôn tự hào khi mang trên mình bộ trang phục truyền thống của cha ông. Anh em chúng tôi mong muốn được gìn giữ nét đẹp, quảng bá giới thiệu điều đó đến với đông đảo quý khách xa gần khi đến với thành phố Lào Cai, một mảnh đất tươi đẹp là quê hương thứ hai đã nuôi dưỡng chúng tôi khôn lớn trưởng thành. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu của các vị đại biểu khách quý, các anh chị em bạn bè đồng nghiệp. Khỏi xò chôm pa me pinong hào hẳn muôn mừng, khỏi đại giòn pa me pinong lại nữa. Xin kính chúc các quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Quang Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Lào Cai, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Đình Trọng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Thuyến Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Lào Cai. Trân trọng giới thiệu ông Đỗ Xuân Quỳnh, trưởng khoa văn hóa nghệ thuật trường Cao đẳng Lào Cai. Xin được trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Mai Phương, bí thư đảng ủy phường Bắc Lệnh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Quang Trung, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Bắc Lệnh. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Đỗ Thị Tố Uyên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Lào Cai, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu bà Bùi Minh Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Lào Cai. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Đạt Cường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Mường Khương. Trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Thiêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Simacai. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thủy, trưởng phòng tổ chức trường Cao đẳng Lào Cai, để chúng ta nhìn được chào đón. Và kính thưa quý vị, xin được trân trọng cảm ơn lãng hoa tươi thắm của đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, và lãng hoa tươi thắm của đồng chí Đoàn Văn Ngàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai. Do lý do ngày hôm nay bận công việc nên không thể đến dự trông vui với ngày lễ khai trương, một lần nữa quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng. Xin được trân trọng giới thiệu về phía các đại biểu khách quý là các đội văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Thái, câu lạc bộ hội người Thái và anh chị em người Thái đến từ các tỉnh chúc mừng nhà hàng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Bích Châu cùng đội văn nghệ bản Chậu, thành phố Sơn La, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu chị Cầm Trang Thư, trưởng câu lạc bộ cùng nhóm văn hóa Thái tại Hà Nội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Xin được trân trọng giới thiệu chị Lò Thị Kim, chủ nhiệm câu lạc bộ và ban chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Thái tỉnh Điện Biên. Vâng, và về phía nhà hàng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Hà Trung, Phó trưởng khoa văn hóa nghệ thuật trường Cao đẳng Lào Cai, chủ nhà hàng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Cùng sự hiện diện của chị Hà Hoa, cán bộ Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai, chủ nhà hàng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Và sự hiện diện của anh Hà Tỉnh, quản lý nhà hàng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón và chúc mừng. Vâng, ở bên cạnh đó là sự hiện diện và có mặt đông đủ của tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách quý là đại diện cho các quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, anh em, bạn bè đã đến và cũng có những láng hoa tươi thắm để chúc mừng. Và một lần nữa xin quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng.
Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị và kính chúc cho nhà hàng Thái Bông Ban Xanh sẽ kinh doanh phát đạt và trở thành một nhà văn hóa ẩm thực điển hình tại thành phố Lào Cai. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.